Hôm nay mình sẽ review về trường Đại học Busan Catholic THQ. Đầu tiên là trường nằm ở thành phố Busan. Đây là thành phố lớn thứ hai của cả Hàn Quốc luôn, tức là sau thủ đô Seoul thôi. Đó. Và vào năm 2023, tức là năm nay, vào kỳ tháng 9 là trường sẽ tuyển sinh lần đầu tiên visa D4. Tức là trước đây là chưa có hệ học tiếng D4 sang trường lần nào. Còn hệ D2 thì đã tuyển rất là lâu rồi. Tuy nhiên thì điều đặc biệt so với lại các trường khác là trường có thể miễn topic cho các bạn từ Việt Nam sang. Từ Việt Nam sang mà topic thì không cần. Đấy. Và ở trong Hàn Quốc thì sao? Ở trong Hàn Quốc ấy thì các bạn mà đang từ visa D4 này hoặc là visa D2 tốt nghiệp, visa D2 ví dụ cao đẳng đại học rồi. Đấy thì các bạn có thể học tiếp sang D2, tức là lên hệ thạc sĩ hay là vào năm thứ ba, vân vân. Để biết thêm chi tiết thì các bạn có thể liên lạc với mình nhé. Đấy, thì đây là những cái điều cơ bản mà mình muốn nói trước cho các bạn biết. Còn lại ngay sau đây thì chúng ta sẽ theo chân một du học sinh, à xin lỗi, một bạn học sinh người Hàn Quốc sẽ đi xung quanh trường. Nào, chúng ta cùng đi nào. Đây là toàn cảnh của nhà trường qua bản đồ ở ngay cổng trường mà các bạn có thể thấy được. Đây là điểm lên xe buýt của trường. Thì từ đây thì chúng ta có thể đi được nhiều nơi. Và đây là xe buýt 45 chỗ của trường. Đây là tòa nhà của khoa về sức khỏe. Từ tầng 1 đến tầng 5 sẽ có từng khoa theo từng tầng 1. Đây là cầu thang kêu khóc, tức là cầu thang này nó rất là cao. Các bạn có thể thấy qua video ấy, nên là đã chỉnh điều chỉnh video nhanh gấp 8 lần so với bình thường rồi đấy. Ra tòa nhà, tên là tòa nhà Dịch vụ Tiếng Việt ở Đại học cũng có 5 tầng và mỗi một tầng nó sẽ có một khoa khác nhau. Và các bạn hè học tiếng, các bạn cũng sẽ học ở trong tòa nhà này. Đây là ở khu vực của khoa điều trị trị liệu, và đây là những cái cúp đã được các sinh viên qua những cái bài thi ở trong nước mà nhận được giải thưởng vàng. Đây là phòng học về điều trị trị liệu. Đây là máy tập và những cái giường, hiểu đơn giản là nó giống như là giường bệnh ấy, để cho người bệnh nằm lên và học điều trị trị liệu cho những bệnh nhân. Đây là những cái mô hình về xương và các cơ. Mô hình xương và các cơ thôi. Ngay góc đường kia thì cũng có một cái người người già. Những bạn du học sinh ngồi sau thì có thể là nhìn thông qua hai cái tivi đó để có thể xem được dễ hơn. Còn đây là hội quán học sinh, thì ở hội quán này đều có sử dụng hết.
trong này thì cũng có nhiều hội nhóm khác nhau. Còn đây là sân bóng và sân bóng rổ của nhà trường. Và khi mà có cái lễ hội hay có chương trình gì diễn ra thì cũng đều được tổ chức ở đây. Trước đây thì do bệnh dịch cô lại thì tạm thời là sẽ không có cái lễ hội nào hay là có cái chương trình gì được tổ chức ở đây cả. Và đương nhiên là sau mùa dịch cô lại thì sẽ bắt đầu có tổ chức một số lễ hội. Khi các bạn mà muốn chuyển trường hay các bạn muốn đi du học tới trường đại học Busan KCT, các bạn có thể liên hệ cho số điện thoại bên trên, có cả số ở tại Hàn Quốc cũng như ở số Việt Nam, hoặc là nhắn tin qua Facebook cho chúng mình nhé. Chào các bạn, buổi sau mình sẽ review về học bổng và các khoa của nhà trường. Hẹn gặp lại các bạn.